Xin chào các bạn, trên tay mình đó là cái chìa khóa của chiếc A35 AMG. Đây các bạn thấy nè, chìa khóa thì nó có thêm ký hiệu AMG ở trên chìa luôn nha các bạn. Thì chìa này nó màu đen. Mình sẽ bắt đầu review cho các bạn xem cái mẫu A35 này nha. Xin mời các bạn cùng Thành xem sơ qua clip. AMG A35 Formatic được ra mắt tại thị trường Malaysia đầu tiên vào tháng 9 năm 2019. Thì đến nay, phiên bản Mercedes-Benz AMG A35 Formatic được giới thiệu và trình làng tại Việt Nam. Đây là phiên bản Mercedes-Benz A-Class thế hệ thứ tư và cũng là mẫu xe được đáng chờ đợi trong năm với kiểu dáng và thiết kế hoàn toàn mới. Đây là một hứa hẹn cực kỳ thú vị với khách hàng Việt. Với mức giá bán ra thị trường khoảng là 2 tỷ 259 triệu. Với phong cách thể thao, cản sau của xe được trang bị với kiểu miệng gió 4 cánh đặc trưng và hai chụp ống xả tròn 90mm mạ rơm đầy chất thể thao và mạnh mẽ. Lưới tản nhiệt với thanh ngang mạ rơm, biểu tượng ngôi sao ba cánh kiêu hãnh và logo AMG, một trong những điểm nhận dạng đặc trưng của dòng xe. Xe được trang bị cụm tay lái đặc trưng của AMG, được bọc da Nappa và vải vi sợi Dynamica cho độ bám hoàn hảo, giúp bạn có thể là đánh lái chính xác hơn. Các nút control được bố trí khoa học và trực quan, giảm thiểu mất tập trung khi lái xe. We'll be right back.
Thành sẽ đề máy lên cho các bạn xem nha. Ồ, lên màu rất là đẹp các bạn. Đây. Học lệnh mình vẫn có màu tím nha các bạn, rất là đẹp, đèn màu tím đây các bạn. Cái đèn táp lô này nó chưa có sáng, đó là do là bên hệ thống mà BDI họ chưa có kích lên các bạn. Thì khi mà xe từ hãng về á thì nó còn mới á, thì bên BDI chưa có kích cái này lên, thì cái đèn báo táp lô trên đây thì nó vẫn chưa có hiện sáng lên nha các bạn. Nó chỉ hiện cái màn hình trung tâm này thôi. Phần mềm sau này là tất cả là có tiếng Việt cả. Đó, thì mình chắc cũng không vô sâu phần này đâu. Quay sơ tổng thể xe A35 cho các bạn xem thôi. Mình sẽ quay ra cái phía sau nha. Thì đợt này cái thắng tay nó sẽ nằm ở phía trên này luôn. Thắng tay nó nằm trên đây luôn rồi, nó không còn nằm ở dưới bên tay phải mình nữa. Nó nằm trên đây luôn. Thắng tay. Đây các bạn xem. Đường viền rất là đẹp. Tím xanh nha các bạn, màu tím xanh rất là đẹp. A35 thì được trang bị cái màn hình cảm ứng. Đây. Màn hình cảm ứng lớn luôn. Khá là bắt mắt. Về phần camera mình làm cho các bạn xem coi cho nó rõ hơn không nha. Đây cần số đây, mình kéo lên. Rồi. Camera của Mẹt thì quá là chuẩn nha các bạn. Thành đang ngồi bên trong của chiếc A35 AMG đó các bạn. Đây là ghế là da lộn và da nguyên bản nha các bạn. Nó có hai tông màu. Dây đai đó là dây màu đỏ. Ngồi thì nói chung cũng khá là ok. Đây. Mình ra cái khoang sau các bạn xem nha. Khoang sau đây. Điều hòa phía sau. Đây các bạn thấy nè, cái tay nắm cửa rất là đẹp các bạn. À, có đèn luôn. Dây thắt xích beo cũng là tông màu đỏ rất là đẹp. Thì ghế này là da lộn và da nguyên bản, đó, chỉ đỏ rất là đẹp các bạn. Mercedes-Benz AMG A35 4MATIC được sử dụng động cơ M260 hoàn toàn mới với công nghệ tăng áp cuộn kép. Nó được ví như một trái tim của A35 4MATIC sedan. Sức mạnh 306 mã lực và sức kéo cực đại là 400 Newton được truyền qua một hộp số ly hợp kép AMG Bishop 7G DCT giúp A35 4MATIC sedan có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng khoảng là 4.8 giây, tương đương với nhiều mẫu xe thể thao sử dụng động cơ từ 6 đến 8 xi lăng hiện nay.
Đây bao gồm một túi cứu thương của xe luôn nha các bạn, kèm theo xe. Thêm một cái cốc. Cái cốc này. Những quyển sách, những sổ với cái đồ đựng hồ sơ Mercedes-Benz. Đây là hộp quà bao gồm có cuốn sổ cây viết trong đây. Phía dưới đây các bạn. Đây là phía dưới của A35. Đây, có kèm theo cái máy bơm này các bạn. Máy bơm chai keo. Để mình vá vỏ đây. Xe này thì đóng cốp bằng tay chứ không có bằng điện nha các bạn.